đi tuyến luôn nha mày. Dạ. Người mẹ Việt Nam quanh bài tứ sắc. Wow. Chơi nhạc chế. Nghe luôn. Đâu đây có tiệm cầm đồ. Wow. Quánh bài. Chết rồi. Quánh bài sao như tiệm cầm đồ. Chết rồi. À, chơi vậy đó mới vui. Dạ đúng rồi. Chi cho cùng thì anh đây năm bơ qua. Wow. Không bên Tây bên Tàu mà ngay quê hương Việt Nam. Đi ra về chào thua nói gì em ơi đừng quên. Em nhắm đôi mi lại để anh nắm ta dịu đi. Wow. Anh nhạc chế không? Gì, cảm ơn cô. Cái mình hát các bạn. Anh có ly, tôi có bia, chúng ta vui nào. Mình cạn ly chúng ta ghi bàn tình cha cha cha. Cha 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 cha. Bà hài tiếu quá. Bà hài tiếu quá bà hài ơi. Con thích nói chuyện với bà hai của bà hai ơi. Sao 4 giờ chưa biết ai giàu ai nghèo phải không hai? Ở cái hẻm này 50 năm rồi. Nè cái nhãn đôn này đó của bà. Dạ. Bà bán 30 mấy năm mà bán được có 120. Vàng có 30 ngàn lượng bán có 4 lượng vậy. Nhãn đôn này. Dạ. Nhà kế bên là Hà. Dạ. Thằng cha nhà kế bên có đứa gái. Bây giờ tụi nó bán qua quận 8 hết. Bây giờ bà hai ở đâu? Ở Bụi Đợi đây. Nhưng mà tối bà hai ngủ đâu? Con nhỏ kia nó môi giới nhà cửa, nó mướn nhà nó ngăn phòng mòn phòn nữa cho mướn. Dạ. Nó con khoảng trắng cho bà hai ở, nó không có lấy tiền. Wow. Chồng nó gắn đi qua khi tối bà hai về được mà ngủ. À. Dạ. Bà hai dạ. Ở gần đâu, bà hai ở nhà nào? Nhà hẻm bên kia tối về ngủ. Hẻm bên con, kia. Con ban ngày ở đây vòng vòng để chơi. Dạ. Ưa ngộ về chợ chơi vui. Rồi tới chừng lúc bệnh hoạn thì sao? Tới chừng đó tính. Ừ. Con cái xíu gì? Bây giờ con cái bà hai ở đâu? Đây gần đây. Dạ. Ở bên chung cư Nguyễn Thật. Nhưng chính. Mà bà hai không thích ở với con cái. Ở, ở bên quận 8 thì con gái, cháu ngoại, cháu cố, cháu nội. Dạ. À. Nói chung là thích phong trào phải không? Nhiều lắm. Con gái 9 đứa, con trai 6 đứa, không ở ai hết. Trời đất ơi. Không ở. Bà hai bao nhiêu đứa con? 15 đứa. Oh my god. Bà bỏ hết mấy đứa rồi, còn mấy đứa. Bà hai sinh 15 người con. Nhưng mà bà hai khỏe còn hơn robot nữa. Không, hồi xưa mà bây giờ đâu có. Giờ người ta cai. Ôi giờ trời gái nó đẻ có một đứa nó cai mẹ nó. Cai mẹ đó. À, con đào nhỏ thứ 10 đẻ có một thằng một cai. Dạ. Con gái thứ 9 đẻ 4 thằng cũng cai. Dạ. Gái thứ 11 đẻ có 3 đứa cũng cai. Cai hết sợ giống mẹ đẻ nhiều. Hồi xưa không thế, có cai. Thế thì bây giờ ông hai đâu? Ông chết. Ông chết năm trước năm sau bán nhà nè. Dạ, vậy ông hai mất cũng mấy chục năm rồi. Ừ. Dạ. Hồi đó con bán ngày ba gánh nuôi á, mà đều cái phần mình có nhà. Ông hai mất mấy chục năm rồi, ông hai mà còn sống bây giờ chắc 50 đứa hả bà hai? Không, tại cái phần mình không có nhờ con. Bà hai nói lớn lớn con không nghe. Cái phần mình không có nhờ con. Dạ. Chuyện mình thiếu người ta mình phải trả. Hôm nay cô bao nhiêu tuổi rồi cô? Con có 83 cuộc đời à. Ôi trời đất ơi. Sinh 1936. 1936. Dạ. Thấy cô đợi cái nón là quá kênh xì bo luôn. Gai, phải không? Ngưỡng mộ luôn. Em có bao nhiêu? 83 cuộc đời. Quá à. Hát cầu vậy. Có ngày tiếu thiếu quá, giỡn quá. Vậy mới vui, cuộc đời mới vui cô. Mà không chịu ở con cháu. Kêu về nuôi không chịu. Ở Bù Đận mình sáng đi bán 6-70 tờ với số 9-70 đồng quốc. À, ăn sáng uống cà phê lát mua hộp cơm con nuôi mà cô không chịu không con chịu. Nuôi không chịu ở nhà không chịu ở nhà đi bụi em đi đâu về đó em cô đi bán chưa sáng giờ cô bán sao về hết rồi 7:30 là sáng giờ cô bán được bao nhiêu tờ rồi 70-80 tờ trời ơi kiếm được 70-80 đồng 70-80 tờ kiếm được 70-80 ngàn có nghĩa là một tờ cô bán được 1 ngàn hả lấy của đại lý 10 ngàn bán 11 ngàn số thưởng. Ủa, với số gì cô mà 11 số thưởng, số thưởng. Số thưởng hả? Dạ. Số thưởng có tài á. Dạ. Cô phải quá là vé đi good rồi. Ok. Con ngưỡng mộ cô, con chỉ mong con về già là con được như cô á. Dạ, số 1. Con sẽ sắm cái nón kênh Savoy để sau này 83 tuổi con đội. Số 1, number 1. Ok. Dạ. Vui không? Dạ vui. Vui con thích nói chuyện với cô. Nói chuyện cho vui, cái tinh hồn nó bớt khổ nó vui cho nó bớt khổ, cho nó thoải mái. Để sống qua ngày chờ lên đời. Chờ lên đời chứ không phải chờ qua đời nha. Chờ lên đời. Vừa tắm với số nè, chiều nay trúng lên đời vậy. Dạ. Yeah. Bắt đầu cái mình kêu thùng Heliken vô. Cái mình hát các bạn. Anh có ly, tôi
có bia chúng ta vui nào. Bình cạn ly chúng ta ghi bàn tình cha cha cha. Cha 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 cha. Bà hai tiếu quá. Bà hai tiếu quá bà hai ơi. Con thích nói chuyện với bà hai quá bà hai ơi.